Chuyển sang những tin tức quốc tế, Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mục tiêu 7 triệu tấn đề ra trước đó. Theo chính phủ Thái Lan, thời tiết thuận lợi đã góp phần làm tăng sản lượng gạo, trong khi đồng bạt yếu giúp giá gạo Thái Lan cạnh tranh hơn. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,09 triệu tấn gạo, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo là sản lượng gạo của nước này trong mùa vụ 2022-2023 có thể đạt 26,92 triệu tấn, tăng 2,09% so với mùa vụ trước đó. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam. Nhu cầu đối với gạo Thái Lan đã tăng cao trong năm nay do các nước đang tìm cách bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột tại Ukraine khiến việc nhập khẩu lương thực gặp khó khăn.